Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết, sau khi vượt qua quần đảo Bắc Mariana, bão Mangkhut đang di chuyển nhanh qua vùng biển Thái Bình Dương với sức gió lên tới 255 km/h và tiến nhanh về phía đất liền. Dự kiến, siêu bão này sẽ đổ bộ vào đảo Luzon vào sáng 15 tháng 9 trước khi di chuyển tới vùng ven biển của Trung Quốc. Hiện tại, hiện tượng mưa lớn đã và đang gây ảnh hưởng rõ rệt tới giao thông ở Philippines. Giới chức Philippines ước tính khoảng 10 triệu người dân nước này nằm trên đường đi của bão Mangkhut sẽ bị ảnh hưởng. Trong trường hợp xấu nhất, gió mạnh có thể làm tốc mái nhiều ngôi nhà, quật đổ cây lớn và gây mưa lũ nghiêm trọng. Cơn bão cũng tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở đất. Trước tình hình này, hàng ngàn người dân ở các khu vực ven biển trên đảo Luzon đã được lệnh sơ tán khẩn cấp. Chính phủ Philippines cũng đưa ra nhiều biện pháp khác để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thiên tai. Sở Phúc Lợi và Phát triển Xã hội đã điều động nhiều nhân viên cứu hộ trong trạng thái sẵn sàng cao. Chính quyền của các thành phố và thị trấn nằm trên đường đi của bão Mangkhut đang gấp rút chuẩn bị các khu vực trú ẩn, tăng cường tích trữ lương thực, thực phẩm và thuốc men để sẵn sàng hỗ trợ người dân. Dự báo mưa lớn và gió mạnh sẽ bắt đầu xuất hiện từ ngày 14 tháng 9 tại khu vực phía Bắc và phía Đông đảo Luzon. Các chuyên gia khí tượng nhận định Mangkhut sẽ là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay đổ bộ vào Philippines.